Tổng bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Đảng và nhà nước Lào tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư Chủ tịch nước. Nhấn mạnh Việc đồng chí chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Lào đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Lào-Việt Nam -Lào. Lào bày tỏ tin tưởng, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, giai đoạn 2021-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bày tỏ vui mừng về những thành tiệu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, coi đó là thắng lợi chung và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Lào hai lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của mỗi nước và sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua, khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào luôn phát huy truyền thống chia ngọt xẻ bùi, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, nguyện chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch, sớm phục hồi kinh tế xã hội và tiếp tục phát triển bền vững. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sinsulit đã trao đổi về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong, hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Lào mới được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, thể hiện uy tín và vị thế của Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.